như ở tập trên đã nói, bên trong ruột quả núi Kim Đình này là cả một hệ thống đường hầm chẳng chịt như là tổ ong. Đường hầm đó lớn có nhỏ có, có đoạn do các hang đá thiên nhiên tạo thành, nhưng mà cũng có đoạn do nhân tạo, do người đục khoét mà nên. Lại thêm những khe kẽ đá, khiến lối đi nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Kim Ngang Tiêu chạy một hồi rồi thất vọng, đứng lại nhìn quanh. Các lối đi nhiều, biết kẻ thù chạy phía nào mà đuổi đừng nói là tìm được kẻ thù, hay nói tìm được lối ra khỏi những hành động trăng trịt này cũng là chuyện khó rồi. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong óc làm Kim Ngang Tiêu phấn khởi. Cầu hồn bang chủ cũng như chàng lạc vào trong ruột cháy núi này là lần đầu tiên. Lẽ tất nhiên y cũng chẳng hơn gì chàng và cũng đang bối rối không biết đi theo đường nào để thoát ra bên ngoài. Một khi cầu hồn bang chủ bị lạc lõng ở đây, lo gì không bắt được y. Nghĩ vậy Kim Ngang Tiêu liền ngồi xuống, nhắm mắt dùng ký ức nhớ lại đoạn đường vừa chạy qua. Bản tâm của chàng là muốn vạch ra một đồ hình trong một trái núi này, hòng phân ra từng khu vực để dễ bề tìm kiếm. Nhưng chàng vừa ngồi xuống thì tai đã nghe thấy mấy tiếng kịch kịch rất là nhỏ, tựa hồ như là ở một nơi xa vẳng lại. Nguyên trong những đường hầm và hàng hốc giữa lòng núi này yên tĩnh lạ thường. Tiếng gió thổi lộng ở bên ngoài Tất nhiên là không loạt vào nơi này, nhưng ngay cả tiếng kêu nhỏ của loài chim chóc run rế cũng không có, quả là một nơi vô sinh vật. Kim Ngang Tiêu đã luyện được thần nhĩ do công lực quá cao mà thành, cho nên lúc này nghe thấy mấy tiếng động nhỏ kịch kịch đó, người thường tất nhiên là không nghe thấy, nhưng chàng nghe rõ mồn một, một. Kinh hỉ, Kim Ngang Tiêu vụt đứng lên nghe ngóng. Liền đó, lại có thêm mấy tiếng y âm rất là nhỏ nữa. Hình như tiếng đá nặng bị người đẩy trên mặt đất. Trong lòng núi này còn có ai nữa? Lão bà quái dị đã bỏ đi bất ngờ, chắc hẳn là thoát ra ngoài rồi. Còn Hắc Cốt Ma Nương đang ngồi im một chỗ luyện khí vận công. Vậy nếu có người vận động, chẳng phải là Câu Hồn Bang Chủ thì còn ai nữa? Tiếng đồng tuy là chẳng phải gần, nhưng rõ ràng là từ phía bên tả vọng đến. Kim Ngang Tiêu không chút chậm trễ vội phi thân đi ngay về phía ấy. Chàng đã quen với những đường hầm ngoan ngoèo lên xuống không chừng. Những khe đá kẽ hàng ngang dọc chi chít nên là đi mau lẹ vô cùng. Chỉ đi được một lát, chàng đã mừng thầm vì tiếng động quái lạ lại vẳng đến. Nhưng lần này lớn hơn, hiển nhiên là chàng đã tiến gần đến chỗ đó chẳng sai. Kim Ngang Tiêu đã thi triển tu di thân pháp nên người nhẹ như là chiếc lá dù người đi nhanh như gió mà vẫn không gây tiếng động chàng đã biết kẻ thù vô cùng xảo quyệt nên không muốn lộ hình tích khiến y chạy trốn không ngờ kim ngang kiều tiến đến chỗ có tiếng động thì tiếng động đó đột nhiên im bặt tứ bẻ vắng lặng nhưng kim ngang kiều kinh dị trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt thì ra chàng đã đi đến vùng đá hoa màu sắc sạc sỡ đẹp đẽ như là một bức tranh tuyệt họa đá vân xanh đỏ kim nhũ long lánh như là rát ngọc, có nơi sáng rực như là lân tinh. Quả là một nơi tiên cảnh khác với những đồng đá xanh lè mà chàng đã thấy. Tiến lên mấy bước nữa, Kim Ngang Tiêu thấy trước mắt là một cái giếng rất là lạ. Giếng đó cũng bằng đá vân xanh đỏ trắng vàng, sâu đến nằm trượng, nhưng hoàn toàn khô cạn. Đáy giếng là khu mọc toàn hoa cỏ, hình thù lạ lùng, màu sắc sặc sỡ như là đá vân. Miệng giếng có tới nửa trượng, quanh miệng giếng có đặt những khối đá lớn trồng chất lên nhau như là trường thành có lẽ là để ngăn ngừa những người lạ khỏi vô ý đến gần ngã lăn xuống đáy giếng kim ngang tiêu nhìn cảnh tượng đó mà kinh ngạc nhưng chàng đâu có thì giờ ngắm cảnh lòng còn bận kiếm quân thù lúc này tứ bề vắng ngắt nào có một ai tiếng động cũng im lìm từ bao giờ nếu quả có cô hồn bang chủ ở đây y đã ẩn nấp vào đâu rồi Kim Ngang Tiêu đứng bên miệng giếng nhìn quanh, rồi đột nhiên trầm giọng nói. Câu hồn bằng chủ, nàng đừng mong thoát khỏi tay ta hôm nay. Dù nàng có liền trời xuống biển, ta cũng chẳng buông tha đâu. Tuy chàng nói khẽ, hồi âm vang lên liên tiếp. Âm thanh cuối cùng vừa dứt, thì ở đáy giếng có tiếng cạch. Kim Ngang Tiêu cúi đầu nhìn xuống đáy giếng, rồi đứng thẳng người, đưa mắt nhìn quanh một vòng như là tìm kiếm bỗng chàng cười nhạt một tiếng, chẳng chút do dự, phi thân nhảy xuống giếng. Giếng sâu năm trượng, thân hình kim ngang tiêu như con đại bàng xà xuống đất vồ mồi, từ từ hạ xuống bên những khóm hoa, thân pháp tuyệt đẹp. Chàng chẳng nhảy xuống thì không sao, một khi vừa nhảy xuống, thân hình chưa chạm đất còn lơ lửng ở giữa chừng. Phía bên trên miệng giếng đã có một chuỗi cười ghê giận vọng xuống. Đó là tiếng cười của câu hồn bang chủ. Không biết y xuất hiện từ phía nào chỉ trong chớp mắt đã thấy y đứng bên miệng giếng và cười lớn <cười> kim ngang tiêu ngươi tự đưa thân vào chỗ chết rồi kim ngang tiêu chân vừa chạm đất đã cất tiếng cười khanh khách ồ nếu ta không nhảy xuống đây làm sao nàng xuất đầu lộ diện nhưng lời nói của chàng chưa dứt thì ở phía trên đã có tiếng ầm ầm như là sấm động không biết cầu hồn bang chủ sắp đặt thế nào mà trong chớp mắt đã có chục khối đá từ miệng giếng rơi xuống khối nhỏ nhất cũng bằng một cái bàn khối lớn có thể tới hàng vạn cân, to bằng nửa căn nhà cả chục khối đá đó đua nhau rơi xuống đầu kim ngang Kiều đáy giếng chặt hẹp không nơi nào mà né tránh được kim ngang tiêu dù có công lực cái thế tai ba nghiêng trời lệch đất tường cũng khó tránh được họa tan xương nát thịt nói thì lâu việc xảy ra trong chớp mắt giữa lúc mấy mấy khối đá đua nhau lao xuống đầu Kim Ngang Tiêu, thì bỗng nhiên bùng một tiếng kinh thiên động địa. Khối đá rơi xuống đầu tiên, vừa tới gần đầu Kim Ngang Tiêu, bỗng vỡ tan ra là muôn nghìn mảnh, rơi xuống ầm ầm. Đồng thời thân hình Kim Ngang Tiêu bay vọt lên. Thân hình chàng lúc này rất kỳ lạ, tựa hồ như là có một cái màn trắng mờ mà bao bọc. Nhưng luồng kinh khí mờ mờ đó cứng hơn tường đồng vách sắt. Khối đá đầu tiên vỡ tan, chính là vì chạm phải luồng bạch khí bao quanh người Kim Ngang Tiêu. Nhưng thân hình chàng bay vọt lên thì gặp phải những khối đá khác liên tiếp lao xuống. Lạ lùng thay, những khối đá lớn nặng rơi xuống như vậy, có tới hàng chục vạn cân. Vậy mà không cản được thân hình Kim Ngang Tiêu từ đáy giếng bay vọt lên như là chiếc pháo thăng thiên. Khối đá nào chạm vào luồng bạch khí hộ thể của Kim Ngang Tiêu cũng phải vỡ tan, hay là bị đánh văng sang một bên rồi tất cả cùng rơi xuống, tạo thành những tiếng bùng bùng như là tiếng sét nổ kinh thiên động địa, đất đai rung chuyển. Giữa cảnh rối loạn, đá vỡ xoài bay, bụi cát tung mù mịt, thân hình kim ngang tiêu xuyên qua như là mũi tên, bay vọt lên khỏi miệng giếng. Quả là bất ngờ cho câu hồn bang chủ, y không thể nào ngờ được rằng giữa lúc đá còn rơi, kim ngang tiêu lại có thể bay lên được. Bởi thế khi Kim Ngang Tiêu hạ thân xuống trước mặt cô hồn bang chủ, y vẫn còn ngây người, người. Nhưng không hổ là đệ nhất lưu cao thủ. Cô hồn bang chủ phản ứng thần tốc vô cùng. Một bước vừa lùi, tay y đã lóe lên ánh thép sáng quắc. Thanh kiếm của cô hồn bang chủ vừa rút ra cũng thuộc loại kiếm báu. Tuy chẳng thể nào sáng bằng những vật dị bảo trong thế gian như là thanh long thần kiếm và hồng tử kiếm, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn. Câu hồn bang chủ trong lúc nguy cơ đã dồn dập, dồn hết công lực tấn công Kim Ngang Tiêu một chiều, một chiêu kiếm ảo rượu vô song. Không ngờ mũi kiếm sáng quắc như dao long đâm tới, chỉ còn cách ngực Kim Ngang Tiêu có vài ba tấc, bỗng thấy xèn một tiếng kinh hồn, hoa lửa bắn tung tóe. Nhìn lại, lưỡi kiếm đã cuộn mất một nửa. Hai tiếng kêu cùng thốt ra một lúc. Tiếng kêu thứ nhất là tiếng rú khiếp hãi của cô hồn bang chủ. Chẳng những kiếm bị cụt một nửa mà toàn thân y dùng truyền khí huyết đảo lộn. Ghê gớm hơn nữa là cô hồn bang chủ nhận thấy lưỡi kiếm báu của mình bị cụt mất một nửa. Nhưng đoàn kiếm gãy đó đã biến tiêu như thể bị một luồng kinh lực hãn thế vô song làm tan ra như trò bụi. Nơi kiếm gãy nhấn thín như mài, thật là kinh lạ hết sức. Còn tiếng kêu thứ hai Chính là tiếng kêu bực tức thất vọng của Kim Ngang Tiêu. Chàng đã giật đứt chiếc mặt nạ bằng đồng của câu hồn băng chủ, nhưng khốn thay, dưới lần mặt nạ bằng đồng đó lại còn có một miếng vải đen bịt kín mặt câu hồn băng chủ, chỉ để lộ đôi mắt lúc này lóe hùng quang. Đang lúc thất vọng, Kim Ngang Tiêu phải giận mình kinh hãi, không ngờ luồng kiếm khí hộ thể càn khôn đó lại có uy lực ghê hồn như vậy. Chàng liền thu kiếm khí lại, luồng bạch khí lờ mờ quanh người chàng cũng đột nhiên biến mất câu hồn bằng chủ mở tròn to đôi mắt thốt ra mấy lời ma quỷ ma quỷ thật là tả pháp kim ngang tiêu cười nhạt <cười> câu hồn bằng chủ người kiến thức nông cạn không biết đó là càn khôn kiếm khí tuyệt học của phái cô luôn hay sao ta không muốn dùng kiếm khí lấy mạng của nàng nên nàng mới được sống thêm khoảnh khắc nữa Nàng mau cởi bỏ mảnh vài che mặt, rồi quỳ xuống chịu tội, để ta làm lễ tế xong thần. Cô hồn bang chủ bỗng rít lên một tiếng tức giận, tay cầm nửa thanh kiếm còn sót lại, bỗng ném vào mặt Kim Ngang Tiêu. Lưỡi kiếm bay xẹt như là lụa xé, ánh kiếm lóe lên như là chớp lằn. Kim Ngang Tiêu khẽ giơ tay búng một cái, lưỡi kiếm kêu keng một tiếng quay ngược trở lại, bay xẹt qua đầu cô hồn bang chủ, cắm phập vào kẽ đá nghe phập một tiếng rồi mất tâm luôn như là cắm vào bùn chỉ để lại một lỗ hồng ở ngoài một núi đá câu hồn bang chủ mất hết cả hồn vía thấy công lực của đối phương thần sầu quỷ khốc hơn mình gấp bội giao đấu chỉ tuyệt vọng y vội quay người định đào tàu nhưng y vừa xoay ngang câu hồn bang chủ đã hòa mắt không nhìn thấy kim ngang tiêu ra tay như thế nào đầu vai đã bị đau nhói huyệt đạo bị điểm trúng toàn thân công lực của câu hồn bang chủ đã bị tàn biến hết trong chớp mắt đã thấy bịch một tiếng câu hồn bang chủ rú lên một tiếng thề thảm thân mình bị đánh văng lên đập phải núi đá rồi rơi xuống đất mồm câu hồn bang chủ ứa máu tươi y đã bị nội thương rất nặng nhưng chưa chết giấc, mà còn gượng ngồi dựa vào bên núi đá dương đôi mắt đầy vẻ oán độc căm hận nhìn kim ngang tiêu. Kim Ngang Tiêu đã hạ được kẻ thù không đội trời chung và lúc này tính mạng kẻ thù đã ở trong tay chàng. Nhưng không hiểu tại sao, chàng thấy buồn bã chán nản. Chàng khẽ thở dài một tiếng, chậm bước tiến lại trước mặt câu Hồn Bang Chủ và cất tiếng nói: Câu Hồn Bang Chủ, nàng quá độc ác, giết hại song thân và toàn gia ta. Ta không thể nào dùng thứ được cho nàng. Cầu Hồn Bang Chủ đã bị nội thương cực trọng thở hồn hền, hình như muốn cất tiếng mắng chửi lại Kim Ngang Tiêu. Nhưng vì vết thương quá nặng nên không sao mở mồm được nữa. Kim Ngang Tiêu cúi xuống khe nói. Câu hồn bang chủ, ta đã biết nàng là ai rồi. Nhưng ta phải lộn mặt nạ nàng để nàng đối chất với ta những việc nàng đã làm. Nói dứt lời, Kim Ngang Tiêu đưa tay ra nhanh như chớp, rứt bỏ miếng vải đen che mặt của kẻ thù mạnh vải bật tung ra ngay để lộ khuôn mặt một người với đôi mắt nửa như oán hận nửa như thích thú nhìn kim ngang tiêu đăm đăm vừa nhìn rõ kẻ thù kim ngang tiêu đã lao hoàng một tiếng lùi lại ngay miệng lắp bắp thất thành người người tại sao lại là người thì ra khuôn mặt kẻ thù mà kim ngang tiêu đinh đinh là khuôn mặt người đàn bà mà chàng đã quen biết không ngờ lại là khuôn mặt người đàn ông Kim Ngang Tiêu biết rõ khuôn mặt đó lắm, chẳng phải ai xa lạ, chính là người anh cả của Câu Hồn Bang chủ mà chàng đã gặp trong khu rừng khi mà tiến đến giã nhận lãnh trước đây. Câu Hồn Bang chủ không thể là người này được, Kim Ngang Tiêu đã biết Câu Hồn Bang chủ là người đàn bà, người đàn ông này chỉ là anh ruột của Câu Hồn Bang chủ. Khuôn mặt người anh của Câu Hồn Bang chủ trắng bệch như là tờ giấy vì bị nội thương quá nặng máu tươi ở mép dỉ xuống cầm, có một vẹt dài. Y đã trúng một chiều cự linh thần trường của Kim Ngang Tiêu, nhưng trên nét mặt của Y bỗng hiện vẻ cao ngạo, thích thú vì đã đánh lừa được đối phương. Kim Ngang Tiêu căm giận quát lớn. Tại sao? Tại sao người mạo danh là cầu hồn băng chủ? Cầu hồn băng chủ ở đâu? Người anh của cầu hồn băng chủ gượng nở một nụ cười chế diễu. Ồ, oh. Muốn biết câu hồn bàng chủ ở đâu Không phải là chuyện dễ Dù ta có biết Ta cũng chẳng nói cho một tiểu tử như người biết Kim ngang tiêu cười nhạt <cười> Người không phải là câu hồn bàng chủ Nhưng người là bảo huynh quỷ Người đáng tội chết lắm rồi Hôm nay ta lấy tính mạng của người Người anh của câu hồn bang chủ nhách mép <laughs> Ta là bại tướng Tùy ý người xử trí, nhưng câu hồn bang thế lực bảnh trướng, quyết là chẳng dung tha cho một tên tiểu tử như người. Họ Kim kia, người không ra tay đi, còn chờ gì nữa? Kim ngang tiêu mắt lộ hùng quang. Người chưa chết ngay được đâu, người còn phải gai rõ cho ta biết sự thật. Câu hồn băng trù là ai? Trung niên hán tử đưa tay lên chùi vẹt máu ở mép, đoạn ngừa mặt lên cười ha ha có vẻ đắc chí sao người vừa mới nói lúc nãy người đã biết câu hồn bang chủ là ai tại sao bây giờ người còn phải hỏi ta câu đấy kim ngang tiêu tức giận nói người đừng che mắt được ta 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 biết được đến bảy tám phần rồi người họ thôi có phải không tên người là gì trung niên hán tử anh ruột của câu hồn bang chủ cười nói đúng vậy ta chính là họ thôi. Đến bây giờ, ngươi mới rõ hay sao? Ta chính là Thôi Tử Văn, biệt hiệu là Tiểu Phi Long. Đối với giang hồ võ lầm, ta là kẻ mai danh ẩn tích, tên tuổi ta chẳng có gì. Nhưng gia đình ta, <laughs> họ kim kia, gia đình họ tôi ta, nhân danh võ lầm, lẽ nào ngươi không biết được? Kim Ngang Tiêu nhìn Thôi Tử Văn trừng trừng, đầu óc quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ. Thật thế, Giang Hồ Võ Lâm không ai nghe danh tiếng cặp vợ chồng Phi Long Thư Sinh, Kiều Quỷ Ác Bà ở Miêu Cương. Có điều không ai biết rõ tên thật của Phi Long Thư Sinh chính là Thôi Tử Thụy, còn Kiều Quỷ Ác Bà chính là Bách Hoa Nương. Võ Lâm cũng không ngờ rằng cặp vợ chồng đại ma đầu này có ba người con, hai gái một trai. Nhưng Kim Ngang Tiêu giờ đây đã biết rõ tất cả, chẳng cần phải suy nghĩ lâu, chàng đã đoán được tất cả sự thật rồi. Hồi nhớ lại những việc xảy ra, Kim Ngang Tiêu thấy hiển nhiên là vậy. Bởi vì chàng quá ngay thật hồ đồ nên không đoán biết được sự thật ngay từ đầu. Ba người con của Phi Long Thư Sinh, người con trai thứ nhất chính là Tiểu Phi Long Thôi Tử Văn bị hạ dưới tay chàng. Còn người con gái thứ hai chính là Thôi Ngọc Hoàn và người thứ ba là Thôi Ngọc Linh. Hai thiếu nữ tuyệt đẹp mà Kim Ngang Tiêu đã lần lượt mê say hết người này đến người nọ. Đứng trước sự thật hiển nhiên, Kim Ngang Tiêu thấy ngực đau nhói. Tuy nhiên, chàng vẫn còn một nghi vấn. Chàng trầm giọng hỏi. Thôi tử văn, cô hồn bang chủ là Thôi Ngọc Hoàn hay là Thôi Ngọc Linh? Thôi tử văn cất tiếng cười khanh khách. Ồ, điều đó, ngươi phải tự tìm hiểu lấy. Lẽ nào ta nói cho người rõ ử. Kim Tiểu Tử, ta bảo thật điều này. Cô hồn bang chủ hành động xuất thần nhập quỷ. Ngươi đừng mong tìm hiểu được sự thật. Cô hồn bang chủ có thể là ta, có thể là Ngọc Hoàn hay là Ngọc Linh, lại có thể là phụ thần hay là mẫu thân của ta đấy. Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy đầu óc rối loạn, trời đất như quay tròn. Chàng thét lên một tiếng, giơ tay đánh thẳng cánh tay tát vào mặt Thôi Tử Văn một cái như là trời giáng, cái tát đó chỉ là tát thường. Chàng không hề vận dụng công lực thường thừa vào trường. Nhưng cũng đủ làm cho Thôi Tử Văn ngã gục xuống ngất đi. Kim Ngang Tiêu nghiến rằng kèn két, tự nói với mình. Ta, ta thật là hồ đồ, Ta đã bị lừa gạt. Thì ra, thì ra tất cả đều là kẻ thù của ta. Tên Thôi Tử Văn này đã nói đúng không sai. Tất cả bọn chúng đều là câu hồn mang chủ. Tất cả họ thôi. Ngọc Linh. Ngọc Hoàn cũng đều là câu hồn bang chủ. Họ thay phiên nhau, họ lừa gạt ta. Ngọc Linh, Ngọc Hoàn đều là kẻ tử thủ của ta. Kim Ngang Tiêu này còn sống ngày nào, nguyên phải chu diệt những mạng nữ đó để cho hết kỳ mấy thôi. Kim Ngang Tiêu bỗng dưng thấy căm ghét hết thầy. Thôi Ngọc Hoàn, thôi Ngọc Linh, tất cả đều là kẻ thù, tất cả đều là câu hồn bang chủ. Tất cả đã luôn phiền nhau, đeo mặt nạ bằng đồng, Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, vận dụng thần công tuyệt đỉnh vào hai trường. Bùng một tiếng dữ dội, khối đá lớn ở bên cạnh chàng đã bị chàng đập tan vụn như là muôn ngàn mảnh. Chàng từ từ quay lại nhìn Thôi Tử Văn, nghiến răng nói. Những tên ma đầu đại gian ác như là người, trừ khử được tên nào hay tên ấy, giúp cho võ lầm khỏi mối họa. Chàng giơ tay lên, sắp sửa điểm vào tử huyệt của đối phương Thôi tử văn lúc này đã tỉnh lại, thấy sắp chết đến nơi, nên đột nhiên đôi mắt của y lộ vẻ kinh hoàng, nhìn Kim Ngang Tiêu như là cầu khẩn. Kim Ngang Tiêu trầm giọng nói: Người không trực tiếp tham gia vào việc tàn sát Kim Gia Trang năm xưa, nhưng người là anh ruột của Câu Hồn Bang Chủ, người phải chết." Giữa lúc ấy, đột nhiên ở phía sau Kim Ngang Tiêu có giọng thánh thoát vang lên, Kim Hiện Đại. Nghe tỷ tỷ nói một lời nên chăng Kim ngang tiêu quay lại Đã thấy hắc cốt ma nương từ xa phi thân lại Đến đứng trước mặt chàng Kim ngang tiêu lộ vẻ vui mừng nói Tỷ tỷ đã đến Công lực đã hoàn toàn hồi phục chứ Hắc cốt ma nương mỉm cười Đã hoàn toàn hồi phục Hiện đệ Tỷ tỷ muốn nói với hiện đệ điều này Kim ngang tiêu hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng chấp tay cung kính nói. Tỷ tỷ chỉ giáo, tiểu đệ xin nghe. Hắc cốt ma nương thở dài một tiếng nói. Hiền đệ, năm xưa khi tỷ tỷ luyện thành võ công tuyệt thế, căm thù chất chứa trong lòng, đã bao lâu nay, nên là tỷ tỷ ra tay hành động tàn nhẫn, gây thành biển máu núi xương trong võ lầm. Về sau nghĩ lại, vô cùng ân hận hối lỗi. Nhưng mà tài kiếp đã chót lỡ gây ra rồi. Kim Ngang Tiêu hiểu ý nói. Bây giờ tỷ tỷ muốn ngăn cản tiêu đệ phải không? Hắc Cốt Ma Nương gật đầu nói. Đúng vậy. Tỷ tỷ thiết nghĩ. Hiền đệ bây giờ cũng như là tỷ tỷ năm xưa. Từ Hoàng Hạc Đảo trở về Trung Nguyên. Tung hoành bốn phương gần như là thiên hạ vô địch. Bởi vậy tỷ tỷ chỉ e hiền đệ phàm phải sát giới quá nhiều. Thiếu mất ân đức cho giống nòi mai hậu kẻ đại thù, hiền đệ đã rõ. Vậy chỉ nên sát hại những kẻ đích thực có tội. Còn những kẻ A Tòng hay là Vô Can, hiền đệ hãy xuống tay dung tình. Có nên vậy chăng? Kim Ngang Tiêu chấp tay lộ vẻ cảm kích. Đa tà tỷ tỷ đã quan tâm. Những lời vàng ngọc, tiêu đệ xin ghi tạc. Riêng đối với tên thôi tử văn này, tiêu đệ dùng mạng sống cho ý Nhưng vì họ thôi quá tàn bạo, sát hại các nhân vật võ lâm đã nhiều tiểu đệ muốn tận hủy võ công của ý, cho đỡ hậu họa cho võ lâm giang hồ tỷ tỷ nghĩ sao hắc cốt mà nương nghiêm sắc mặt nói lẽ đương nhiên là như vậy chính tỷ tỷ cũng có ý đó kim ngang tiêu vừa quay lại thôi tử văn đã giống lên không không giết ta đi đừng có mà làm nhục ta Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, giơ tay lên, ngón tay thoăn thoắt như là gió, liên tiếp điểm vào các yếu huyệt trên người Thôi Tử Văn. Kim Ngang Tiêu công lực trí cao, nên cách phế hủy võ công của chàng cũng mau lẹ vô cùng. Trong chớp mắt, thấy Thôi Tử Văn rú lên một tiếng thê thảm, toàn thân công lực bị phế, y dần dị ngã xuống. Hắc Cốt Ma Nương lấy một viên thuốc màu hồng, bỏ vào mồm của Thôi Tử Văn và nói: "Viên thuốc này sẽ trị lành nội thương cho nhà người. Kim Ngang Tiêu cũng nói: họ thôi kìa, nhà người đừng tưởng luyện võ công nữa, phép điểm huyệt của ta đã phòng bế các huyệt đạo của nhà người. Nếu nhà người cố cưỡng tìm cách vận dụng chân khí, các kinh mạch tan vỡ, khí huyết thân vòng vô phương cứu chữa. Bây giờ nhà người hãy đi khuất mắt ta đi. Thôi Tử Văn loạn trọng đứng lên. Đôi mắt căm hờn nhìn kim ngang tiêu và hắc cốt ma nương rồi cúi đầu đi thẳng y đã mất hết võ công trở thành như người thường nhân nên cất bước mệt nhọc lê mãi mới ra khỏi hàng động hắc cốt ma nương nhìn theo một lúc rồi quay lại nói với kim ngang tiêu kim hiền đệ ngô tỷ cũng có một mối thù lớn như lợp biển cả phải thanh toán kim ngang tiêu gật đầu nói làm sao mà tiểu đệ quên việc đó được? Chủ nhân U Minh Cung Cổ Ứng Long vừa xuất hiện. Chắc chắn, hắn cũng chưa ra khỏi nơi này. Chúng ta hãy tìm kiếm y ngay. Hắc cốt màn Nương khen phai. Hai người liền giở thuật khinh công thương đình, đi như là bay trong các đường hầm ngang dọc ở ruột núi Kim Đình. Xong đường hồng trăng trịt, làm sao tìm thấy một bóng người? Lùng kiếm đến nửa ngày, hai người vẫn không thấy có gì khác lạ sau cùng Kim Ngang Tiêu và Hắc Cốt Ma Nương tìm được lối ra lên đến Kim Đỉnh Tự. Hai người thấy cảnh chùa vắng ngắt, đoàn người nghiệt náo nửa ngày trước đây đã biến đầu mất dạng. Lạ lùng hơn nữa là cả những tử thi và những người bị thương đã biến mất hết, chỉ để lại những đống máu và những thứ bình khí gãy cụt, sứt mè. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc nhìn đến các căn phòng, thì hỡi ôi, những võ lâm trí bảo kỳ thư mật cấp của các vị trưởng môn nhân côn luân đời đầu thu thập được đến nay đã biến mất hết chẳng còn lưu lại một thứ nào hắc cốt mà nương thở dài nói những bí quyết võ công thượng thừa đã lọt vào tay các đại ma đầu tàn bạo thật là một mối họa lớn cho võ lâm kim hiền đại lại càng khó khăn thêm đấy kim ngang tiêu chợt nghĩ ra một việc hỏi lý tỷ tỷ Chẳng hay lão quái bà vừa rồi đấu nội lực với Lý Tỷ Tỷ là ai? Mà công lực lại ghê gớm như vậy. Nghe nhắc đến lão quái dị đó, hắc Côn Ma nương bỗng dùng mình, hòa dùng thất sắc nói. Mụ ta, mụ ta là tay ma đầu ghê gớm. Không ngờ mụ ta còn sống đến ngày nay. Sáu chục năm trước đây, mụ là kẻ duy nhất, dám đối đầu với tiền sư ngoài hàng hạc Đào Kim Ngang Tiêu nghe nói giận mình kinh hãi. Kẻ đối đầu với Hoàng Hạc Đạo Nhân đâu phải là kẻ tầm thường. Hắc Cốt Mà Nương thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Mụ ta tự xưng là địa tuyệt nhân ma đã tuyệt tích giang hồ từ năm chục năm nay. Các nhân vật võ lâm trung nguyên ít biết đến mụ địa tuyệt nhân ma này vì mụ chuyên tu luyện ở miền Bắc Hải. Không ngờ ngày này mụ lại tái xuất vào trung nguyên chắc là có mưu tác quái công lực của mụ không ngờ tinh tiến đến độ như vậy nếu như mà không nhờ hiền đệ dùng kiếm khí ngăn cản tỷ tỷ chắc là hẳn bị nguy kim ngang tiêu buồn rầu nói võ lâm đã bị tài kiếp vì câu hồn băng nay câu hồn băng chưa trừ được hết các đại ma đầu lại tái xuất giang hồ thật là mối hiểm họa đáng ngại cho các nhân vật danh môn chính phái nói đoạn chàng cùng hắc cốt ma nương đứng lên thu dọn qua loa kim đỉnh tự để cho trốn tôn nghiêm nhất của môn phái khỏi chịu cảnh hỗn độn bộn bề cũng may tùy các bảo vật bị mất nhưng di tượng tổ sư và thân xác các vị trưởng lão còn nguyên không bị hủy hoại bọn ma đầu quá vội vã không kịp thực hiện một công cuộc tàn phá hay là vì chúng cũng phải kính ngưỡng các di thể vị cao nhân phái quân luân nên không dám đụng đến sau đó Kim Ngang Tiêu nói Lý Tỷ Tỷ Tiêu đệ nhất định phải tìm cho ra Câu hồn bang chủ Thanh toán mối thù phụ mẫu năm xưa Nên là có ý muốn liều khỏi nơi này Để tìm tung tích của chúng Hắc Cốt Ma Nương gật đầu nói Việc đó là việc phải làm Tỷ Tỷ nghe nói Câu hồn bang chủ có một sào huyệt tuyệt đỉnh bí mật ở Vạn Cốc Sơn, cách phù khai phòng độ 100 dặm về phía tây. Hiền đệ thử đến đó tìm xem. Kim ngang tiêu nghe nói vô cùng phấn khởi. Nếu vậy tiêu đệ xin đi ngay. Chị hiềm ạ, chị hiềm ạ, tiêu đệ xin có một việc, muốn nhờ tỷ tỷ. Hắc cốt mà nương ngắt lời chàng. Hiền đệ khỏi phải nói, ngu tỷ đã hiểu rồi. Hiền đệ muốn nhờ ngu tỷ tì tìm kiếm và bảo vệ cho người Ngọc Chu Hiền Thanh có phải không? Kim ngang tiêu bất giác đỏ mặt nói. Ờ, đúng là như vậy. Tiêu đệ trong tâm lo lắng. Không hiểu các thân hữu như là túy Phật, Bạch Đại Cà, cùng ông cháu Chu Lão Bá ở đâu. Họ đã kéo lên Kim Ninh Tự này rồi. Bỗng dưng đi đâu mất hết. Ờ, xin tỷ lưu ý kiếm dùm cho. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười. Ngu tỷ cũng cần truy nã cổ ứng lòng và vạn độc thần cô xem chúng ở đâu nhân tiện ngu tỷ sẽ tìm kiếm những người đó cho hiền đệ. Nói đoàn hai người chia tay nhau, hẹn đúng một tháng nữa sẽ gặp nhau lại ở Kim Đình Tự này. Bên ngoài phủ khai phòng độ hai chục dặm, có một thôn trang gồm ba chục nóc nhà. Những căn nhà này đều là mái tranh vách đất, cũ kỹ tiểu tụy, tuyệt không có một tòa nhà gạch nào đó là tại khu dân cư này nghèo túng, ruộng đất cằn cỗi, mùa đông lại quá lạnh, tuyết phủ 4 tháng trời. Việc cấy cày chỉ được một mùa, hoa màu gần như là không có. Tuy nhiên vì ở đây gần đường cái quan, khách bộ hành qua lại rất đông, nên một số cư dân ở đây đã mở những ngôi hàng bán quán rượu cho khách bộ hành hay là thương hồ đi qua uống cho ấm bụng trong lúc trời băng giá. Tuy gọi là hàng quán, nhưng mấy ngôi nhà tranh đó cũng không gì hơn những căn nhà khác. Một quầy hàng nhỏ, mấy chiếc bàn ghế, một khập khánh, một cánh cửa tiếp tạm chẹt gió tuyết. Tiểu quán nghèo nàn thật là khác xa những đại tiểu lầu ở chốn đế đô thị trấn. Đêm hôm đó trời đã ngả sang đông, tuy chưa có tuyết nhưng gió lạnh thổi vì vù. Đêm không trăng sao, tối như mực, trời thì rét lại quá khuya, nên rút cái quan mấy hàng quán đã đóng cửa bên trong nhà ánh lửa le nói đó là những nhà hàng nấu bánh để sáng mai bán sớm xong có một căn nhà bề ngoài rõ là hàng quán nhưng bên trong tối đen không một tia lửa trong căn nhà giữa bóng tối hai bóng người đang âm thầm thu gọn gói ghém bỗng tiếng một thiếu nữ thì thào nói mẹ nếu không đánh lửa lên làm sao thu xếp cho gọn được không biết chừng có những thứ cần phải mang đi lại bỏ quên đấy dòng một người đàn bà đã đứng tuổi đáp lại làn nhì còn không biết bọn chúng vẫn có thể luẩn quất ở quanh đây rình rập hay sao nếu ta bật lửa lên khác nào ta bảo chúng rằng ta đang chuẩn bị để đi trốn làm sao chúng để cho ta đi yên ổn được mà tắt đèn lửa là vì nếu có bọn chúng ở quanh đây rình rập chúng sẽ tưởng là ta đã đi ngủ rồi thiếu nữ lại nói Con chỉ sợ bỏ quên những thứ cần yếu ấy Người đàn bà thở dài Chúng ta nghèo nàn như thế này Con có gì nữa mà sợ bỏ quên Và lại tạm lánh nạn Sang nhà tần thúc thúc vài tháng Rồi trở về đây Đi đâu mất mà sợ chứ Hai bóng người Hai mẹ con thì thào nói chuyện với nhau trong đêm tối Tay vẫn nhặt nhanh những đồ vật trong nhà Thứ cần dùng Vào hai gói bị đeo sau lưng Lát sau người đàn bà nói Lan nhỉ Con xong chưa Ta đi thôi Thiếu nữ đáp Con xong rồi Nhưng nhưng bỏ căn nhà này Con thật là chẳng đan tâm Người đàn bà thở dài nói Má đâu có muốn bỏ nơi này mà đi Nhưng bọn chúng hung ác Độc hơn là xoài lang Ngay cả những nhân vật tuyệt đỉnh võ lầm Cũng bị chúng khuất phục nữa là mẹ con ta thế cổ lực kiệt thôi đi thôi con hai bóng người lặng lẽ chui ra khỏi cánh cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước vội lên đường chỉ chồng thân pháp mau lẹ của họ cũng đủ đoán rằng hai mẹ con thiếu nữ đâu là những tay võ công vào loại khá cao đêm tối đèn như mực không rõ mặt người nhưng trông qua tầm vóc người có thể đoán được người con là một thiếu nữ Trang 16 hay là 17 tuổi, còn người mẹ là một trung niên thiếu phụ, tuổi không quá 40. Vừa ra khỏi nhà, hai mẹ con đã trổ thuật khinh công, chạy đường cái đi về hướng Nam. Chớp mắt đã ra khỏi thôn trang, tới đầu một con đường nhỏ, định rẽ vào đó, thì đột nhiên một giọng âm trầm như là ma quỷ vọng lên giữa đêm tối. Đừng chạy nữa, đứng lại! Hai mẹ con thiếu phụ kinh hãi thất thần, đứng sững ngay tại giữa đường. Bốn bóng đèn không biết từ đầu xuất hiện đã đứng bốn góc vây hai mà còn thiếu phụ. Một người trong bọn họ bỗng cất tiếng cười hì hì mấy tiếng, nghe rất là ghê giận, rồi lạnh lùng nói. Ồ, oh, cam thị, ngươi giỏi thật đấy, đã dám trái lệnh vị của đường chủ của bổn bang, tự ý dẫn đi trốn tránh. <laughs> Dù người có chạy lên trời hay là xuống biển, cũng không thể nào thoát khỏi tai mắt của bổn bang. Thiếu phụ tên gọi là Cam Thị lớn tiếng nói: Các người tàn nhẫn, ác độc, y thế hiếp cô, quyết không khi nào ta chịu phục tùng đâu. Xoạt mấy tiếng, thiếu nữ đứng cạnh mẹ đã rút thanh kiếm đeo bên sườn, cất tiếng lành lành: Bọn tà mà các người đừng tưởng y hiếp được mẹ con ta, chết thì thôi, chúng ta không chịu theo bang phái ma quỷ của các người. Nói dứt lời, nàng giáp lưng vào lưng mẹ, tay cầm kiếm giữ thế quyết một trận tử chiến. Cam thị lúc này trên tay đã cầm một cặp song đào, đôi mắt sáng quắc, nhìn bốn người như là bốn bóng ma đứng bốn góc. Đêm tối không trông rõ được hình dạng mặt mũi của đối phương ra sao, nhưng hình như mẹ con Cam thị đã thừa biết chúng là ai. Bọn bốn người như là có ám hiệu đã lù lù tiến lại, tay tên nào tên ấy đầu thấy lấp lánh ánh trường kiếm. Một tên cười nhạt nói, <cười> Các người đã muốn chết Bổn bàng sẽ hóa kiếp trò Quy luật của bổn bàng là như vậy Kẻ nào thuận thì sống Kẻ nào nghịch thì chết Lời nói vừa dứt Một giọng lành lành vang lên một cách vô cùng đột ngột Họ không chết Nhưng các người sẽ chết Tiếng nói đó thật là bất ngờ Chẳng những bốn tên nọ Mà ngay cả mẹ con cam thị Cũng giật mình ngơ ngác Đưa mắt nhìn quanh một tên trong bọn bốn người quát lên. Lỡ kẻ nào? Không thấy một động tĩnh gì khác lạ. Đến một luồng gió thoảng cũng không có. Vậy mà tự nhiên ở khoảng giữa bốn tên hình như có thêm một người xuất hiện. Như là từ dưới đất chui lên. Chẳng khác gì mà quỷ hiện hình. Cạch cạch vài tiếng. Một tên nọ lấy đá lửa ra đánh. Tia lửa xanh lè châm vào ngọn nước cháy bùng lên. Cả bốn tên đều kinh dị thốt lên cùng một lúc. Ánh đuốc soi rõ cảnh tượng lúc đó rất là quái dị. Bốn tên đứng bốn góc trông giống hệt nhau, nghĩa là chúng cùng mặc áo đen viền trắng, trên mặt cùng đeo một thứ mặt nạ bằng đồng, trông hết sức là đanh ác. Phục sức hình thù của bốn tên trông y hệt như là quỷ sứ ở cõi âm vừa trôi lên. Trung niên thư sinh khoanh tay đứng nhìn bốn tên, dù thấy bốn tên đeo mặt nạ quái dị như vậy, chàng ta vẫn thảm nhiên như không, như là đã nhận biết được chúng từ lâu. Hai mẹ con Cam thị cũng vậy, trông thấy bốn tên quỷ đeo mặt nạ bằng đồng hiện ra dưới ánh đuốc, hai mẹ con chẳng hề khiếp hãi hay là kinh dị, vì đã hiểu chúng là ai rồi. Có điều là cả hai mẹ con đều lắm lét nhìn Trung Niên thư sinh, nửa mừng rỡ, nửa kinh hãi, không biết nhân vật này đến đây là như thế nào, có dụng ý gì. Tên có vẻ là tên cầm đầu trong bốn tên đeo mặt nạ đồng sau phút ngạc nhiên bỗng hừ lên một tiếng rồi trầm giọng hỏi thư sinh người là ai sao dám cả gan can thiệp vào việc của câu hồn bằng? người hết muốn sống rồi hay sao trung niên thư sinh nét mặt làm gì trông rất là ghê tợn cười nhạt <cười> các người muốn biết ta là ai ta chỉ sợ khi ta cho biết tên thật của ta các người không đứng vững nữa mà ngã lăn ra chết ta là khắc tinh của câu hồn bang chủ đây Tên câu hồn bang đứng đầu cất tiếng cười khảnh khách. Hổ, oh, trong võ lâm có kẻ ngông cuồng như người thật là hiếm đấy, nạn mạng mau! Tiếng quát vừa dứt, y đã vùng tay trái lên. Lập tức dưới ánh đuốc có tới cả năm tia sáng nhỏ lấp lánh bay về phía trung niên thư sinh và hai mẹ con cam thị. Đồng thời một tên câu hồn bang đứng ở phía tà cũng ném về phía ba người đứng giữa một nắm ám khí coi rất là lạ. Như là hàng trăm con đom đóm xanh lè bay đến Cả hai thứ ám khí này Đều là những loại kịch độc Ám khí của những tên thứ nhất Gọi là hủ cốt đình Tức là loại đình có tầm chất thuốc độc Chúng phải người sẽ thấu đến xương Và chất độc sẽ làm xương thối ra ngay Vô phương cứu chữa Còn ám khí của tên thứ hai Gọi là thiết lân tình Tức là một loại kim nhỏ như là sợi tóc Có tầm lân tình ở đầu Chạm vào xe thịt sẽ bốc cháy lợi hại vô cùng. Bọn cầu hồn bang vốn là những cao thủ võ lầm, Giao hồ lão luyện, đôi mắt vô cùng tinh tế. Nhận thấy trung niên thư sinh tư cách quái dị, chúng biết ngay là kinh địch, nên chẳng dám coi thường, vội giờ ngay độc thủ. Định sát hại ngay trung niên thư sinh, đồng thời lấy luôn cả tính mạng hai mẹ con cảm thị. Chẳng ngờ không dùng được độc thủ, có lẽ chưa đến nỗi nào. Một khi hạ sát thủ, chúng lại tự giữ lấy họa. Trung niên thư sinh thấy bọn này tàn ác như vậy, bất giác nổi giận đùng đùng. Hai nắm ám khí vừa bay tới, trung niên thư sinh hơn một tiếng, khẽ phất tay áo rộng. Lập tức có một luồng kinh khí hộ thể, trừ người chàng ta và cả hai mẹ con cam thị. Thành ra mấy trăm chiếc hủ cốt đình và thiết lân tình đều bị tách rẽ ra hai bên, bay đi mất dạng, không thể nào chạm vào người ba người được. Nắm ám khí vừa bay qua, trung niên thư sinh đã lướt người tiến lên như luồng gió. Bốn tên câu hồn bang hoa mắt. Bỗng thấy bùng bùng một lúc liên hồi mấy tiếng dậy đất. Bốn thân hình lần lượt bay vọt lên không giữa những tiếng là thảm thiết. Cả bốn tên câu hồn bang chưa đánh được chiều nào. Dễ thường như là nhìn rõ đối phương xuất thủ ra sao. Đã bị chúng một trường mau lẹ tuyệt luân, kinh lực vô song, la lên một tiếng, người đã bắn tung ra xa, chợt rơi xuống đất đã chết ngay. Chỉ thấy gươm và mặt nạ bằng đồng của chúng rơi xuống đất loàng choàng. Lẽ ra trung niên thư sinh cũng không xuất thủ nặng như vậy. Nhưng chàng quá giận vì chúng hạ độc thủ tối tàn nhẫn. Không cầm được nộ khí, chỉ một chiều đánh chết cả bốn tên. Đến lúc hạ sát thủ rồi, chàng mới ngẩng người ra, khẽ thở dài ẩn hận. Mẹ con cam thị lúc này kinh hoàng quá đỗi hai mẹ con đều là nhân vật võ lâm ẩn náu ở thôn trang nhưng cuộc ác đấu trên trốn giang hồ cũng không có gì lạ tuy vậy thấy công lực ghê gớm của trung niên thư sinh một chiều hạ sát một lúc bốn tên cao thủ câu hồn bang hai mẹ con cam thị hồn bay phách tán không hiểu đó là người thật hay là thần thánh thành ra tuy được cứu thoát hai mẹ con cam thị thất sắc dùn người ngẩn người nhìn trung niên thư sinh Lúc đó bó đuốc tầm nguyên liệu của câu hồn bang rớt xuống vệ đường, nhưng vẫn cháy bùng bùng, chiếu rõ nét mặt, lầm là bất động của trung niên thư sinh, lại càng làm cho chàng ta thêm vẻ ma quái rùng rợn. Trung niên thư sinh hình như là không để ý đến mẹ con cam thị, cứ nhìn về phía bốn xác chết, miệng thở dài liên hồi, như là ân hận đã quá lỡ tay. Chàng khẽ lầm bầm, tỷ tỷ nói không sai, thật là sát giới của ta quá nặng, tránh cũng chẳng xong. Cam thị vội vàng đến trước mặt trung niên thư sinh, quỳ xuống khấu đầu. Cô gái cũng vội vã bắt trước quỳ theo. Cam thị nói, ân công, mẹ con tiện thiếp, xin tạ ơn cứu mạng. Trung niên thư sinh gật đầu, vội đứng tránh sang một bên, không dám nhận lễ, xua tay nói. Đại nương và tiểu thư, chớ có làm như vậy, xin đứng lên cho hai mẹ con cam thị vẫn cố khấu đậu lệ một lệ rồi mới cùng kính đứng lên. Trung niên thư sinh thở dài nói, Đại nương, gặp hoạn nạn phải ra tay phò giúp, đó là nghĩa vụ của người trong võ lầm. Đại nương tất là cũng rõ như vậy, còn dùng đại lễ làm gì, khiến tài hạ vô cùng hổ thẹn. Lúc này trung niên thư sinh mới lưu ý nhìn, thấy Cam Thị là một thiếu phụ trào tuổi tứ tuần, mái tóc đã biến hòa dầm nhưng về mặt thanh tú, dễ thương, khi xưa là một tuyệt thế giai nhân. Hơn nữa tuy quần áo mặc theo lối phụ nữ thôn dã, nhưng cử chỉ nét mặt vẫn lộ ra vẻ quý phái, rõ rệt là hàng người thượng lưu trong xã hội. Không biết vì lẽ gì phải ẩn náu giữa đám dân nghèo ở chốn thôn trang này. Còn cô gái là một thiếu nữ tuổi chỉ độ 16-17, nước da mịn màng, cầm mắt bổ cầu, miệng tươi như hoa, thật là một mỹ nhân một đóa hoa kiều diễm vừa chấm nở. Trung niên thư sinh hơi có vẻ ngạc nhiên hỏi. Dám hỏi đại nương, chẳng hay vì lẽ gì đại nương và tiểu thư gây thù kết đoán với bọn câu hồn bang như vậy? Cam thị thở dài đáp. Thưa ân công, câu chuyện bất hạnh của gia đình tiện thiếp khá là dài, chỉ xin kể vắn tắt ra đây. Nói đoạn cam thị kể đầu đuôi câu chuyện Nguyên mẹ con Cam Thị không phải là người ở đây Mà là một dòng dõi thế gia ở Trường Gia Khẩu Chồng của Cam Thị tên là Đỗ Trung Thư Vốn là một võ sư của phái Bạch Hổ Quyền Cách đây một năm không rõ tại sao tự nhiên mất tích Cam Thị rất đỗi lo buồn Cho người đi khắp nơi tìm kiếm Nhưng vẫn không có kết quả Mấy tháng trước đây Giữa đêm bỗng có hai người đeo mặt nạ bằng đồng Đột nhập vào nhà Cam Thị nói rằng Đỗ Trung Thư đã phục tùng câu hồn bằng, hiện ở một nơi bí mật, gửi lời về bà mẹ con Cam Thị đến đấy. Cam Thị và con gái độc sinh là Đỗ Nhược Lan, rất đỗi hoài nghi, lại từng nghe biết đến câu hồn băng hoành hành trong võ lâm, hành động tàn ác vô song, đầu đầu cũng gieo rắc đang tóc đầu thường. Cam Thị cũng biết tính tình phu quân rất là cương trực, nhất định chẳng khi nào chịu phục tùng câu hồn bằng. Đỗ Trung Thư không khéo đã bị xà vào tay của tạc nhân mất rồi. Cam thị vừa kinh hãi vừa đau lòng, nhưng thấy đối phương võ công quá cao, nếu ra tay chống cự, toàn ra át chẳng tránh được họa diệt vong. Cơ nghiệp mấy chục năm họ đỗ gây dựng, có thể bị tiêu hủy trong chốc lát. Nghĩ vậy Cam thị giả bộ mừng rỡ, nhận lời theo bọn câu hồn bang đến gặp mặt chồng. Xong Cam thị lại dùng kế hoãn bình, nói rằng cần phải thu xếp việc nhà nên hẹn đến đêm hôm sau sẽ lên đường. Bọn cầu hồn bang ưng thuận, bảo đêm mai chúng sẽ đến đưa mẹ con Cam Thị đi. Nhưng ngày đêm hôm đấy, mẹ con Cam Thị liền thu xếp hành lý, bỏ tòa nhà ở trường gia khẩu đi ngay, để tránh miệng hùm xăng giói. Hy vọng một ngày kia, hai mẹ con sẽ tìm được tung tích của phu nhân. Trung niên thư sinh nghe đến đó vội nói. Cam đại nương, vì lẽ gì bà lại ẩn náu đến chỗ này Càm thị thở dài nói. Quê ngoại của tiện thiếp ở quá xa, tận miền Giang Nam, nên không biết đi đâu tránh nạn. Và lại tiện thiếp muốn quanh cần ở vùng lân cận để dò tìm tung tích của trượng phù. Mãi sau mẹ con tiện thiếp mới chợt nhớ phu quân của thiếp có một người sư đệ ở gần phủ khai phòng nên là mới đến đây. Vì tần thúc lúc đó ở thôn xóm gần đây đã giúp cho mẹ con tiện thiếp đến nương náu ở nơi này. Già Trang làm người bán hàng Để tránh những đôi mắt cú vọ Của bọn câu hồn bằng. Không ngờ đến đây chưa đầy nửa tháng Đêm qua bọn câu hồn bằng đã lại xuất hiện Trung niên thư sinh nghe nói Rất đối ngạc nhiên Không ngờ bọn câu hồn bằng lại có cách Giọt hám màu lẹ như vậy Cam thị nói Đêm nay mẹ con thiếp Định tam lánh sang nhà tần thúc thúc Nhưng bọn câu hồn bàng như ma quỷ Nhất cử nhất động của mẹ con thiếp đều bị chúng dò đoán ngay được. Đêm nay nếu không có ân công ra tay hiệp nghĩa, mẹ con thiếp tất là phải táng mạng dưới lưỡi kiếm của lũ quỷ, chẳng còn hy vọng đâu gặp lại phù quân nữa. Ân đức này, mẹ con thiếp kết cỏ ngậm vành, nguyện ghi nhớ đời đời. Trung niên thư sinh vội xua tay. Ờ, đại nương đừng nói đến chuyện đó nữa. Tại hạ đang có việc gấp, muốn lo liệu giúp ngay cho đại nương và tiểu thư có nơi ẩn trú an toàn cam thị vội hỏi chẳng hay ân công có thể cho mẹ con tiện thiết biết cao danh quý tính được hay không trung niên thư sinh đáp tại hạ họ kim tên là ngang tiêu vốn là kẻ thù không đội trời chung với câu hồn bang cam thị nghe nói giận mình lộ vẻ mừng rỡ thì ra kim ngang tiêu đại hiệp đây uy danh bạch diện thư sinh của ân công đã chấn động giang hồ phu quân thiếp thường nhắc đến cao danh luôn và cho biết một mình ân công đã đứng lên chống lại bọn tà ma, cứu giúp cho võ lâm giang hồ thoát khỏi nhiều tai kiếp. Đỗ Nhược Lang nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mẹ, mở tròn xe đôi mắt bồ câu nhìn trung niên thư sinh. Lúc này đột nhiên lên tiếng. Mẹ, con nghe nói Kim Đại Hiệp. Cô gái ngầm ngừng đỏ mặt, không nói hết lời. Trung niên thư sinh mỉm cười nói. Tiểu thư nghe nói hình dáng của tài hạ không phải như thế này, có phải vậy không? Giang hồ hiểm ác khôn lường, câu hồn bang lại quỷ quyệt, tai mắt khắp nơi, nên tài hạ luôn luôn phải cải trang, đổi mặt, che mắt bọn chúng. Nói dứt lời, chàng đưa tay lên mặt, cởi bỏ chiếc mặt nạ ra người xuống, để lộ ra bộ mặt trắng hồng vô cùng anh tuấn của một thiếu niên trạc 21 tuổi. Quả đúng là chàng thiếu niên hiệp sĩ, được giang hồ tặng cho mỹ hiệu Bạch Diện Thư Sinh, tên gọi là Kim Ngang Kiều. Cả hai mẹ con Cam Thị ngây người ra ngắm nhìn, vẻ mặt đẹp như là ngọc của Kim Ngang Kiều hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng, có vẻ huyền ảo vô cùng. Thật không ngờ nhân vật gây chấn động giang hồ, võ công đại nhất thiên hạ, lại là một chàng thiếu niên thư sinh anh Tuấn như vậy. Đỗ Nhược Làng mặt đỏ bừng bừng, tim đập hồi hộp, cứ chố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, khiến chính chàng cũng phải ngượng ngùng khẽ mỉm cười luống cuống, đeo lại chiếc mặt nạ ra người lên mặt như là cũ, rồi khẽ nói. Cam đại nương, chẳng hay chủ định của đại nương bây giờ là như thế nào? Cam thị buồn rầu nói. Chỗ ở mới cũng bị lộ tung tích mất rồi. Hai mẹ con tiện thiếp định sang nhà tần thúc thúc tạm trú đêm nay và hỏi người xem có cách nào giúp mẹ con thiếp lánh nạn hay không. Kim Ngang Tiêu hỏi. Thế vì tần thúc thúc đó là người như thế nào? Cam thị đáp Đó là đồng môn sử đại của Lăng Quân Thiếp Cách 10 năm nay không gặp Nhưng tính tình nghĩa hiệp vô cùng Đã sốt sáng ra tay giúp đỡ mẹ con Thiếp tiêm cho căn nhà mới Vừa rồi tần thúc thúc cư ngự Ở thôn xóm kế cận Cách đây chỉ độ 3 dặm đường Kim ngang tiêu gặt đầu ở, Nếu vậy Tài hạ đưa đại nương và tiểu thư đến chỗ đó để tránh điều bất chắc dọc đường. Hai mẹ con cam thị liền trổ thuật khinh công đi trước, kim ngang tiêu chậm chậm theo sau. Bạch hổ môn cũng thuộc môn danh môn chính phái miền hồ Bắc. Hai mẹ con cam thị được trần truyền, công phu cũng không đến nỗi kém coi. Nhưng so với kim ngang tiêu, lẽ tất nhiên là một trời một vực. Ba người đang đi, đột nhiên kim ngang tiêu khẽ kêu lên một tiếng và khẽ nói. Đại nương và tiểu Tử xin hãy dừng bước. Hai mẹ con cam thị y lời, nhưng ngơ ngác chẳng hiểu tại sao. Kim Ngang Tiêu nhanh tay khẽ níu hai người, đứng nấp dưới một gốc cổ thụ um tùm ở lề đường. Liền ngay sau đó, chỉ thấy vút vút mấy tiếng. Có tới bốn năm bóng người phi nhanh như gió chạy qua trước mặt, vượt qua mặt người, tiến thẳng về phía trước mặt bọn họ. Lúc đó trời tối như mực, Kim Ngang Tiêu có nhãn lực phi thường, đã nhận rõ ngay tất cả bọn người này đều đeo mặt nạ đồng. Chàng khẽ nói, thì ra lại là bọn câu hồn băng. Đỗ Nhược Lang nhìn theo bóng những người chạy qua, kinh dị cất tiếng nói. Bọn chúng đều chạy về phía nhà tần thúc thúc. Càng thị cũng lo lắng nói, quả đúng như vậy, tần thúc thúc nhà ở phía đó, chỉ cách đây khoảng độ nửa dặm đường mà thôi. Xét ra như vậy, tần thúc thúc lâm nguy mất rồi. Kim Ngang Tiêu liền kéo tay hai người. Nếu thế phải đi ngay mấy kịp. Đại nương và thư thư. Tha tội ở thất kính cho tài hạ. Nói rồi chàng kéo hai người chạy như bay. Tài khinh công tuyệt đình của chàng khiến hai mẹ con cam thị kinh hãi thất thần. Chỉ thấy người bị nhấc bổng lên. Bên tai gió thổi vù vù, tối tăm cả mặt mũi. Trong chớp mắt đã thấy dừng lại và tiếng kim ngang tiêu khẽ hỏi. Có phải căn nhà này không? Hai mẹ con cam thị mở mắt nhìn Thấy trước mắt độ năm chục bước chân Có một căn nhà gạch Xung quanh có vườn cây bao bọc Liền gật đầu nói ngay Đúng rồi là nhà của Tần Thúc Thúc Ba người đứng sau một bụi cây rậm rạp Thấy căn nhà tối om Đèn nến tắt hết Tứ bề tính mịch dị thường Cam thị lo ngại nói Không biết chừng Tần Thúc Thúc đã bị ám hại mất rồi Ân công Hãy để tiền thiếp đến đó xem sao nói đoàn cam thị định tiến lên nhưng kim ngang tiêu đã giơ tay càn lại khẽ nói hãy khoan đã chàng vừa dứt lời bỗng nhiên có thấy tiếng chim cú kêu lên mấy tiếng tiếng chim cú kêu lên mấy tiếng ở chung quanh đâu đây lập tức trong nhà họ tần có tiếng lách cách lúc này vầng mây đen đã tan để lộ vầng trong khuyết trên trời chiếu ánh sáng mờ mờ yếu ớt nên đứng xa cũng trông rõ từ trong nhà họ tần bỗng thấy bước ra một người. Vừa thoáng trông thấy người đó, hai mẹ con cam thị, xít nữa kêu lên một tiếng kinh hãi. Vì người mặc sóc phục đèn tuyển viền trắng, mà lại đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, đúng là một tên câu hồn bang. Mẹ con cam thị lòng nóng như là lửa đốt, sợ rằng tần thúc thúc đã bị hại rồi. Nhưng thấy kim ngang tiêu vẫn bất động, chỉ quắc mắt nhìn tên câu hồn bang, nên hai người không dám thúc giục. Tên câu hồn bang nọ bước tới sân, liền đứng lại ngơ ngác nhìn quanh như là chờ đợi. Quả nhiên trong chớp mắt, không biết từ đâu xuất hiện, đã thấy năm tên cô hồn bang đeo mặt nạ đồng, từ xung quanh nhà tiến lại, đứng xung quanh tên ở trong nhà bước tới. Tên cầu hồn bang vừa trong nhà bước ra, thấy năm tên đồng bọn tiến lại, liền chấp tay trước ngực rồi nói. Các vị bằng hữu đã hoàn thành công tác trở về. Tài hạ xin có lời mừng năm tên đứng chung quanh chẳng đáp một lời tất cả đều đứng im như phò tượng năm cầm mắt lạnh lùng nhìn tên đứng ở giữa tên câu hồn bang nọ thấy thế giận mình kinh lạ lùi lại một bước ngơ ngác nhìn quanh rồi ấp úng lên tiếng các, các vị bằng hữu việc gì vậy chẳng lẽ chẳng lẽ tài hạ chỉ điểm sai lầm hay sao mẹ còn cam thị tất nhiên phải ở trong căn nhà đó chẳng lẽ chẳng lẽ sau câu này, giọng y đã lạc đi vì sợ hãi. Một tên trong năm tên câu hồn bang lúc này mới cười nhàn một tiếng, lạnh lùng nói: "Bằng hữu chỉ điểm rất đúng. Hai mẹ con Cam thị quả nhiên ở trong căn nhà đó có điều là bốn người huynh đệ đi bắt hai mẹ con y thị lại không trở về, tất nhiên đều bị sát hại cả rồi." Tên câu hồn bang đứng giữa kêu lên: "Không, không phải vậy!" bỗng thấy xoảng một tiếng, một vật gì đó ném xuống đất. Tên câu hồn bang đứng ngoài lạnh lùng nói. Câu hồn lệnh đã xuống, bằng hữu tự xử, hay để huynh đệ chúng tôi ra tay đây. Xoạt xoạt mấy tiếng, năm lưỡi kiếm cùng rút ra khỏi vò. Năm ánh thép sáng quắc cùng chiếu cả vào người đứng giữa. Tên câu hồn bang này quá kinh hãi, toàn thân run rẩy, không nghĩ gì đến việc kháng cự nữa, Giữa lúc đó có một bóng người từ xa phi đến nhanh như điện chớp. Thân pháp người này kỳ ảo lạ thường. Bọn cầu hồn bang chưa kịp phát giác có người lạ thì bóng người đó đã vượt qua vòng vây, lách mình qua các lưỡi đao kiếm sắc bén, nhảy vào đứng chính giữa. Bọn cầu hồn bang bất giác kêu lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Giữa vòng vây, bên cạnh tên cầu hồn bang run rẩy chờ chết, đã thấy xuất hiện một trung niên thư sinh, mặt mũi lầm lì, coi rất là gớm ghiếc đó chính là Kim Ngang Tiêu cải trang, bọn câu hồn bang không nhận ra chàng. Trung niên thư sinh vừa nhảy vào, đã khoanh tay cất giọng lạnh lùng nói. Các vị muốn tìm người mới rồi đã mài phục, khiến bốn quý hữu có đi mà không có về. Để cùng người đó toán trường, <laughs> người đó chính là tại hạ đây, quý vị nói sao? Tên câu hồn bang cầm đầu trong bọn quát lớn. Người, người là ai? trung niên thư sinh cười nhạt tại hạ nói rõ danh tính cho các vị hay tại hạ họ kim đây là ngang tiêu danh tiếng kim ngang tiêu danh chấn võ lâm là kẻ thù của câu hồn bang làm sao bọn chúng lại không biết cả năm tên biết ngay gặp phải tay kinh địch lập tức năm thanh kiếm hòa lên chém vào gió vù vù chứng tỏ cả năm tên đều là những tay cao thủ võ lâm kiếm pháp tinh thông nhưng kim ngang tiêu đã trầm giọng khẽ nói Khoan đã, tài hạ sát giới đã nhiều, không muốn nhúng tay vào máu nữa. Các vị chỉ là kẻ a à tòng kẻ ác, gây phong ba bão táp cho võ lầm. Tội tùy đáng chết, nhưng có điểm dùng thứ được. Tài hạ sẵn sàng để các vị cởi bỏ mặt nạ, rời khỏi đây an toàn, đoàn tuyệt với cầu hồn bằng, trở về chính đạo. Tuy nhiên tài hạ có một điều kiện, trước khi rời khỏi đây, các vị phải nói rõ sao huyệt câu hồn bằng ở chỗ nào lời lẽ của kim ngang tiêu tuy là nghiêm nghị nhưng rõ ràng là muốn dùng tình mở một con đường sống cho bọn người này chẳng ngờ kim ngang tiêu vừa nói xong tên câu hồn bang đứng đầu quát lớn phế thuyết hãy coi kiếm đây lập tức cả năm tên cùng xông lên năm lưỡi kiếm như năm làn chớp nhánh nhắm vào các yếu hiệt trên người của kim ngang tiêu đâm tới kim ngang tiêu cười nhạt <cười> các vị đã bắt buộc kim mỗ phải ra tay rồi không biết chàng xuất thủ như thế nào chỉ trong chớp nhoáng mấy tiếng leng keng vang lên cả năm lưỡi kiếm đều lìa khỏi tay của các cao thủ bắn tung lên trời hoặc là văng ra xa đến hơn năm trượng có tên đồng thời rú lên thảm thiết cánh tay cầm kiếm đã gãy lìa có tên tê dại hét hổ khấu hồn bay phách tán bùng bùng mấy tiếng trưởng nữa một tên tung lên rơi xuống chết ngay một tên thân hình lan lông lốc dãy dụa, rồi cũng chết liền rốt cuộc còn một tên quay đầu chạy nhưng kim ngang tiêu đã quát lớn đứng lại tràng thi triển huyền môn khí công thượng thừa của phái côn luân đưa tay khẽ vẫy lập tức một luồng kinh lực kéo giật tên câu hồn bang đang chạy trở lại chỗ cũ kinh lực quá mạnh khiến hắn thổ máu tươi ngã ngồi xuống đất kim ngang tiêu bước tới trước mặt hắn cất tiếng lạnh lùng nói Tại hạ không tìm bằng hữu chịu chết vì câu hồn bang. Bây giờ bằng hữu nói ra cũng không muộn. Sao huyệt của câu hồn bang ở chỗ nào? Tên câu hồn bang này có lẽ bị nội thương quá nặng, thổ huyết hơn mấy lần nữa. Chưa trả lời được. Y cho tay vào bọc, lấy ra một viên thuốc bỏ vào mồm. Kim Ngang Tiêu cho rằng hắn uống thuốc trị thương, nên không ngăn can. Chẳng ngờ sau khi nuốt viên thuốc rồi, tên câu hồn bang trợn mắt, gụng ngay xuống kinh ngạc, Kim Ngang Tiêu cúi xuống bắt mặt, thấy y quả thật là tuyệt khí chết mất rồi. Thì ra viên thuốc không phải là thuốc trị thường, mà là thuốc độc để tự sát. Kim Ngang Tiêu ngẩn người, khẽ thở dài một tiếng. Còn lại tên câu hồn bang bị uy hiếp vừa rồi, tuy đã được cứu thoát chết, nhưng thấy thủ pháp và công lực quá ghê gớm của Kim Ngang Tiêu. Lúc này y đứng chết sững, khiếp hãi nhìn vẻ lầm lì dữ tợn, trên chiếc mặt nạ ra người của kim ngang tiêu hai bóng người đàn bà từ bụi cây gần đó chạy vụt lại hai người đàn bà này chạy tới bên kim ngang tiêu đứng trước mặt tên câu hồn bàng nhìn đi chân chối tên câu hồn bàng vừa thấy hai mẹ con cam thị xuất hiện thì bằng hoàng kinh hãi chân tay run bắn cả lên y lùi lại một bước khẽ cất tiếng khàn khàn thê thảm nói giết giết tôi đi Tôi cũng là câu hồn băng. Nhất thời cả Kim Ngang Tiêu lẫn hai mẹ con cam thị không ai nói một lời nào, chỉ im lặng đứng nhìn. Mãi sau cam thị mới cất tiếng thở dài. Tần thúc thúc. Tại sao? Tại sao? Thì ra tên câu hồn băng đó chính là Tần Vũ Kỳ, sư đệ của Đỗ Trung Thư. Tần Vũ Kỳ là người của câu hồn băng. Chính y đã chỉ điểm cho câu hồn bằng biết nơi trốn tránh của mẹ con cam thị. Nhưng vì có Kim Ngàn Tiêu can thiệp kịp thời, Tần Vũ Kỳ lại bị đồng bọn đến hỏi tội. Vừa rồi chỉ nghe lời đối đáp của bọn câu hồn bằng, mẹ con cam thị đã đoán ra sự thật. Tần Vũ Kỳ thấy cam thị đã rõ, liền thở ra một tiếng, đưa tay tháo chiếc mắt nạ bằng đồng xuống, cúi gầm mặt có vẻ hổ thẹn vô cùng. Tần Vũ Kỳ tuổi trạc bốn chục, hai gò má thái dương nổi lên, chứng tỏ là người có công phu luyện nội công khá là dài. Song mặt mũi nhẫn nhụi, tai chuột, mồm rơi, không có vẻ gì là người trí khí. Cam Thị lại cất tiếng hỏi, giọng run lên vì tức giận. Tần thúc thúc, vợ chồng ta đối với người không bạc bẽo, cớ sao? Cớ sao người nhẫn tâm đầu nhập câu hồn bang, lại chỉ điểm cho chúng đến hại mẹ con ta? Không biết chừng phu quân của ta cũng bị tần vũ kỳ kinh hãi vội kêu lên không không tàu tàu chớ nghi nhầm tiểu đệ đắc tội với Xu huynh như vậy việc Xu huynh tự nhiên mất tích tiểu đệ tuyệt nhiên không hay biết về sau tiểu đệ chỉ nghe phong thành cô hồn bàng đã hạ lệnh giam giữ Xu huynh tại một nơi sao huyệt Càn thị giận mình sao huyệt đó ở đâu tần vũ kỳ lắc đầu Tiểu đệ thật là không biết Bang đường của cô hồn bang Là một nơi tuyệt đích bí mật Ngay cả những bang chúng cao cấp Cũng không biết đối Nhược Lan lúc này không nhìn được Cũng lên tiếng Tần Thúc Thúc Một người như là Thúc Thúc Lại đi đầu nhập cô hồn bang Thật là làm hư danh cả tiếng bạch hồ môn Quang minh chính đại từ bao loài này Tần Vũ Kỳ thở dài nói Điệt nữ tranh ngụ Thúc như vậy Rất là phải nhưng nếu ngụ thúc kháng cự lại chúng Ngụ thúc đã chết từ lâu rồi Câu hồn bang chủ như vần, Hành động quỷ dị khôn lường Ngụ thúc thân cô đế cô Không sao mà cưỡng lời của chúng được Nói đoạn y thở dài đuồn mồm Vừa buồn bã vừa có vẻ hổ thẹn Tần Vũ Kỳ lại hướng về phía Kim Ngang Tiêu Chấp tay nói Kim Đại Hiệp Đại Hạ đã nghe đại danh từ lâu Đến nay lại được gặp Đại Hiệp ra tay tương cứu Nghĩ thật là cảm kích vô cùng Nhưng tại hạ xét mình Chẳng đáng mặt nam nhị đại trượng phù Tham sinh úy tử Thật là lấy làm hổ thẹn Chẳng muốn sống ở trên đời Kim Ngang Tiêu thấy y ăn năn hối lỗi Vội nói Tần Đại Huỳnh chẳng nên nghĩ như vậy Cô hồn bang thế mạnh người nhiều Ngay cả đến các vị đại nhất lưu cao thủ võ lâm Cũng bị chúng khuất phục Tài hạ có điều muốn thình giáo Đại Huỳnh Mong Đại Huỳnh chỉ bảo cho Tần Vũ Kỳ vội ngẩng đầu lên nói Kim Đại Hiệp cứ nói Tại hạ quyết chẳng dám giấu giếm điều gì Kim Ngang Tiêu hỏi Ta hạ thấy có nhiều tên câu hồn bang xuất hiện tác quái Nên là đoán chắc nơi này có một nơi ẩn náu tập hợp của chúng Tuy chẳng phải là bang đường tuyệt đối bí mật Cũng có thể là chi nhánh lớn của chúng Tần Vũ Kỳ gật đầu Kim Đại Hiệp xét đoán không sai Câu hồn bang Quá là có một chi bang ở đây Thường dùng làm nơi tập hợp Để nghe mệnh lệnh của bang chủ truyền xuống Chính ở Tài Hạ Cũng đã mấy lần đến đó dự Kim Ngang Tiêu cảm mừng vội hỏi Thế chi bang đó ở nơi nào Tần vu Kỳ đáp Cách đây chừng 20 dặm ở phía tây Có một quả núi bà ngọn Tên gọi là Tam Đầu Sơn Trụ sở của chi bang đặt trong hang núi chính Núi lớn tại ngọn núi chính giữa tại hạ nghe phong phanh đêm nay có đại hội vì mấy tên cầu hồn bang vừa nói được lệnh đi bắt mẹ con cam thị rồi giải lên đó kim ngang tiêu nghe nói đã nóng nảy muốn đi ngay chàng quay lại nói với cam thị cam đại nương và tiểu thư hãy tạm nghỉ ngơi ở đây tại hạ phải đi ngay không thể nào trì hoãn đỗ nhược lan mặt đỏ bừng đánh bạo khẽ nói kim đại hiệp hãy dừng chân nghỉ ngơi cho tiểu nữ đun hầu một chén trà cũng không muộn nào. Cô gái e lẹ nhìn chàng, đôi mắt khẩn khoản như là van nài. Cam thì cũng cười nói. Đúng đấy, mẹ con tiện thiếp chưa được đền ơn cứu mạng chút nào. Kim Ngang Tiêu ngượng ngùng, không tiện từ chối, đành khẽ gật đầu. Theo mấy người bước vào trong nhà Tần Vũ Kỳ. Không ngờ vừa bước tới bậc cửa, đã thấy huynh một tiếng, Tần vũ Kỳ đã ngã lăn ra đất, miệng ứa máu tươi. Kim Ngang Tiêu cả kinh vội đỡ y lên, đưa tay điểm vào mấy huyệt đạo của y. Nhưng Tần vũ Kỳ đã lắc đầu, mệt nhọc nói. Kim Đại Hiệp, kẻ hẹn này đã ăn năn, không thiết sống nữa, nên đã uống độc hoàn của cô hồn bang. Tại hạ, tại hạ chỉ mong Kim Đại Hiệp tận tâm tận lực vì nghĩa khử bạo, tận diệt bọn câu hồn bang, cứu cho võ lầm thoát khỏi cơn đại kiếp. Thì ra tần vũ kỳ quá hổ thẹn đã uống độc quyên sinh mà mọi người không hay. Hai mẹ con cam thị thấy y tự sát, bất giác cũng rời lệ. Tần vũ kỳ hồn hề nói, Cam đại tẩu và điệt nữ cứ ẩn nấu tại căn nhà này. Chờ tìm được sư huynh Hãy trở về Căn nhà này trừ mấy tên vừa đã chết Còn bọn cô hồn bàng Không hề hay biết Đại tàu và điện nữ Yên tâm ở đây An toàn Tiểu đệ Đã tội sư huynh Y chưa nói dứt lời Đã trận mắt chết vì độc hàn Của cô hồn bàng có tính rất là mạnh theo quy lệ khắt khe của câu hồn bang, mỗi bang chúng được cấp phát một viên thuốc này để đến khi tuyệt vọng thì tự hủy mình, bảo toàn bí mật của bang hội. Tân Vũ Kỳ đã chết, Kim Ngang Kiều ở lại thu xếp cho mẹ con Cam Thị Yên Bè, rồi chàng mới từ giã ra đi.